Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì cái video ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với cái vấn đề là nâng cấp máy tính. Và trong video này mình sẽ nâng cấp cho chiếc laptop ThinkPad mà mình hay dùng để mình gõ văn bản. Thì đối với những chiếc laptop mà cái dòng mà văn phòng thế này thì chúng ta sẽ có những cái nâng cấp như sau. Chúng ta sẽ bỏ qua nâng cấp CPU, bỏ qua nâng cấp card màn hình, bởi vì card màn hình thì rất là khó. Rồi CPU cũng rất là khó luôn, cái này chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ nâng cấp thứ nhất là ổ cứng ha. Nếu như mà chúng ta đang xài ổ HDD truyền thống thì chúng ta sẽ nâng lên SSD. Thì ở đây mình có một cái ổ Colorful, SSD Colorful, cái dung lượng là 240 GB. Thì cái ổ này nếu các bạn có theo dõi mình từ trước giờ, các bạn thấy là mình hay xài cái ổ này. Tại vì đợt trước khuyến mãi đó mình có mua một lô luôn, khoảng có 4-5 ổ đó. Bây giờ còn dư lại một ổ này. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nâng cấp. Rồi, sau khi nâng cấp từ ổ HDD lên SSD thì chắc chắn chúng ta sẽ dư ra cái ổ HDD. Thì để tận dụng được cái ổ HDD truyền thống chúng ta thì mình có chuẩn bị sẵn một cái Caddy Bay này. Caddy Bay này chúng ta sẽ gắn cái ổ HDD cũ vào đây và chúng ta gỡ cái ổ CD ra và chúng ta gắn cái ổ này vào để chúng ta tận dụng được cái ổ HDD cũ chúng ta để trữ dữ liệu ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nâng cấp RAM. Thì cái máy này á, bản chất của mình là lúc mà mình mua mới á, là RAM có 4 GB thôi. Nhưng mà mình đã nâng cấp lên thành 8 GB rồi và mình cảm thấy nó chưa có đã, thì mình sẽ nâng cấp tiếp cho nó đụng nóc luôn. Thì cái máy này đụng nóc của nó là được 16 GB. Thì mình đã mua thêm hai cây, mỗi cây 8 GB, là tổng cộng 16 GB, về để mình nâng cấp cho đụng nóc luôn. Thì Phong Vũ người ta mới gửi hàng về cho mình đây. Người ta có cắt này ra để người ta dán tem bảo hành rồi. RAM này là RAM Kingston các bạn nhé. RAM Kingston DDR3L bus 1600. Đấy, hai cây, mỗi cây 8 GB, là tổng dung lượng là mình sẽ có là 16 GB. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt tay vào công việc các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lật cái máy lên các bạn nha. Các bạn cứ theo thứ tự các bạn làm thôi. Lật máy lên và mình sẽ tiến hành là mình gỡ pin ra các bạn nha. Gỡ pin ra. Cái việc đầu tiên các bạn cần làm khi mà mở những cái đồ trong laptop là các bạn phải gỡ pin ra nha. Này là rất là nguy hiểm đó, các bạn phải gỡ pin ra, không thôi là nó còn điện ở trong nó dễ làm hư linh kiện chúng ta lắm. Rồi gỡ pin ra nha. Tiếp theo, sau khi mà gỡ pin ra xong á, để cho được chắc ăn một lần nữa thì các bạn hãy mở cái máy lên. Các bạn bật cái nút nguồn á, bật nút nguồn này này, ấn giữ nó khoảng 5 giây để cho nó xả hết cái điện thừa ra. Bởi vì những cái con tụ điện ở trong máy luôn luôn nó tích điện. Đó, chúng ta phải ấn giữ khoảng 5 giây cho nó xả hết điện thừa ra. Rồi, sau khi đã làm những việc đó thì chúng ta đã chắc chắn là mọi chuyện đã ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cái chuyện mà mở máy thì mỗi máy nó sẽ có một cách mở khác nhau. Cho nên mình sẽ không đặt nặng cái vấn đề là mở máy. Các bạn coi xem máy các bạn nó đang là ở cái dạng nào thì các bạn lần ốc quận mở nha. Tại vì mỗi một máy nó một kiểu mở khác nhau. Và video này mình làm để chia sẻ các bạn mang tính chất tham khảo, chứ mình không phải là hướng dẫn các bạn nha. Tại vì có nhiều bạn cứ vào bảo là mình hướng dẫn như là cái LOL ấy. Mình thực sự là mình không có hướng dẫn các bạn, mình chỉ là chia sẻ cách mình làm thôi. Còn các bạn làm là tùy các bạn. Các bạn có thể làm theo hoặc không làm theo, hoặc là các bạn làm trên máy các bạn khác máy mình, chứ mình không có hướng dẫn nha. Rồi, thì cái máy của mình ổ cứng nằm ngay đây này. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ổ cứng ra trước. Đây, mình sẽ gỡ cái ổ cứng ra. Gỡ ổ cứng ra để nâng cấp cái ổ cứng ha các bạn ha. Đây, để ốc trên đây đi. Cái tay của mình nó đang bị chật khớp ở ngón cái này, cho nên là mình thao tác nó không có được gọi là mềm mại cho lắm, các bạn thông cảm nhé. Nó làm nó hay loạng choạng lắm. Rồi, để mình gỡ cái ổ cứng lên đã. Đó, gỡ cái ổ cứng ra. Đây là cái ổ cứng của mình. Thì ổ này của mình mặc dù là ổ HDD nhưng mà nó là ổ SSHD các bạn nhé. SSHD có nghĩa là cái ổ live đấy, nó có trong cái ổ này
nó có chứa 8GB SSD để giúp chúng ta boot win nhanh hơn ha. Ổ 500GB nhưng mà nó có thêm 8GB SSD giúp chúng ta boot win nhanh hơn. Rồi thì mình sẽ lấy cái ổ SSD ra đã. Đây SSD mình đây, bóc hộp luôn nha. Tại vì mình hay mua một lần để cho nó ship hàng cho nó dễ. Cái ổ này đợt đó mình mua 240GB này là khoảng gần 1,1 triệu. Nhưng mà mình nghĩ chắc bây giờ giảm giá nhiều rồi, các bạn có thể check lại nha. Chứ cái giá thì bây giờ nó thay đổi nhanh lắm. Đây, đây là cái ổ SSD này. Rồi, lấy ra, bóc hộp, vứt ra. Để đây đi. Ổ colorful các bạn nha. Rồi, vứt qua bên đi. Đây, đây là cái ổ colorful của mình này. 240GB. Cái ổ này có cái mã là SL500 các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta cứ theo cái này các bạn nha. Cứ theo này chúng ta gắn thôi. Thì cái thằng này nó đang để ngửa cái mặt này lên. Thì chúng ta cũng phải để ngửa mặt này lên. Để chúng ta gắn qua cho nó dễ dàng này. Rồi mình sẽ gỡ cái này ra. Gỡ cái này ra để gắn qua cái ổ này. Đó, gỡ để vào đây đi. Bắt ốc vô lại. Rồi, sau khi mình gắn xong rồi thì mình sẽ gắn cái ổ cứng vô lại ha. Đây, gắn ổ cứng vô lại đi. Đó, đậy sát vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt ốc vô lại. Rồi mình đã thay xong cái ổ SSD vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay RAM bạn nhé. Đây RAM thì các bạn cứ cầm hai cái gạt hai bên này này, các bạn kéo ra thì nó sẽ bật lên này đúng không? Nó nghiêng lên này, các bạn cầm các bạn rút ra thôi. Đấy, rút ra. Đó. Máy của mình thì nó có hai khe gắn RAM cho nên nâng cấp rất là dễ. Đây RAM này của mình đang là một cây là 4GB. Mình có hai cây, mỗi cây dung lượng là 4GB các bạn nhé. Đây 4GB nè. RAM DDR3L. Đó. Bớt 1600 các bạn nhé. Đây. Hai cây 4GB. Rồi bây giờ mình sẽ để hai cái này qua bên đi. Để hai cái này qua một bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc RAM mới đây. Đây. Nguyên siêu đồng hoàng các bạn nhé. RAM mà Phong Vũ người ta mới gửi cho mình xong. Đây, giấy đồng hoàng này, giấy hướng dẫn sử dụng á. Đây ba cái cách lắp đặt đồ này kia. Thôi, này khỏi cần đi. Đây, RAM đây. Cái dung lượng của nó đâu rồi? Cái cây này nó không ghi dung lượng trên cái RAM này, nó chỉ có mã số thôi, không có dung lượng trên cái RAM các bạn. Rồi mình sẽ gắn luôn đi khỏi nha các bạn nhé. Đây RAM này. Đó. RAM của Phong Vũ này, tem Phong Vũ đây này. Đây. Đó. Rồi. Mình sẽ gắn luôn. Gắn RAM thì bạn cứ để cho nó đúng cái khớp của nó thôi, xong bắt đầu bạn để cho nó xéo xéo một góc 45 độ bên này, bạn ấn sát vào, xong bạn ấn xuống. Đó, kêu cặp một cái vậy là được. Rồi, tiếp tục một cây nữa nha bạn nha. Một cây nữa. Một cây 8GB. Để mình coi cây này coi xem nó có ghi số không nào. Tại vì cái này mình không thấy nó ghi số dung lượng là bao nhiêu. Nó chỉ có những cái thông số của cây RAM thôi. Đây này, cho các bạn coi này.
À, nó chỉ có những cái thông số cái RAM thôi chứ nó không có ghi dung lượng là bao nhiêu. Rồi. Ok, mình gắn luôn. Đây, cái này cũng vậy, các bạn để cho nó xéo xéo một góc 45 độ vậy nè. Đấy, các bạn để một góc xéo xéo 45 độ vậy nè. Các bạn đẩy sát vô. Đẩy sát vô như này ha. Sau khi đẩy sát như này rồi, các bạn cầm để đây này, các bạn ấn xuống. Đó, là tự động nó xuống à. Là nó sát ha. Rồi, sát rồi, nó cứng ngắc rồi. Rồi, ok. Dẹp hết này đi các bạn nhé. Các bạn mua RAM và CPU các bạn nên giữ lại cái hộp bên này để nếu chuyện gì các bạn bảo hành nó dễ hơn các bạn nhé. Rồi xong, vậy là cái phần này mình đã nâng cấp xong các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gỡ cái ổ CD ra. Đây là cái ổ CD của mình, nó nằm ngay đây này. Thì nó có một con ốc ngay đây để giữ lại. Mình sẽ tiến hành mình gỡ ra. Con ốc ra trước nha. Con ốc ra. Rồi các bạn có thể lấy cái tô vít như này, các bạn đẩy ra cho nó dễ. Đó, đẩy ra. Đó, gỡ ra nha. Đây là cái ổ CD của mình. Đó. Gỡ ra, để đây đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái đi bay. Cái đi bay này thì các bạn có thể lên Lazada hoặc là Shopee, sân đỏ các bạn mua. Nó tùy theo giá nha. Tùy theo giá, và các bạn để ý là nó có loại mỏng, loại dày ha. Các bạn chọn cái loại nào mà nó phù hợp mấy bạn. Ở đây mình đang mua cái loại này là loại mỏng. Loại mỏng các bạn nhé. Super slim luôn, rất là mỏng. Mình mở ra đã. Cái này hồi đó mình mua thì mình mua ở chỗ của mình, chứ mình không mua trên Lazada. Cái giá là 120.000. Đấy, giá rất là mềm. Đây là cái đi bay. Cái đi bay thì thực chất ra nó là cái ổ CD giả thôi các bạn. Nó là ổ CD giả. Nào bạn nhìn này. Nó y chang cái ổ CD thôi, đâu khác gì đâu. Đó, y chang ổ CD. Sau đó nó có cái khoang đây nè. Chúng ta gắn cái ổ cứng vào đây. Cái cổng SATA đây nè. Chúng ta cắm vào để thay cho cái ổ CD thôi, chứ không có gì hết. Cái mặt nạ thì mình sẽ gỡ ra sau bạn nhé. Để khỏi mất thời gian. Chứ cái này gỡ nó có những cái ngàm đây nè. Gỡ nó lâu lắm. Không làm mất thời gian các bạn. Rồi, đây là cái ổ cứng nè. Ổ cứng cũ của mình. Đó, bây giờ các bạn chỉ việc là ấn ngược vô lại thôi các bạn nhé. Đây, ấn ngược này vô lại thôi, chứ không có gì hết. Chúng ta cứ theo cái cổng SATA chúng ta ấn thôi. Đây, ấn ngược vô lại. Đây, ấn ngược vô đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt bốn ốc đây lại các bạn nhé. Các bạn chờ chút xíu để mình bắt ốc lại đã. Rồi, ok. Sau khi mà bắt xong, mình có một cái két đi bay và có ổ cứng nằm trong đây như thế này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gắn vào lại theo cái chỗ ổ cửa ổ CD cũ là ok. Thì mình sẽ gỡ cái bát này ra đã. Bây giờ mình nhìn cái kiểu của nó. Đây, cái kiểu nó như này thì cái bát của nó sẽ nằm ở đây. Rồi, ok, cái bát của nó quanh dưới. Cái bát này này các bạn, để tí gắn ốc này. Đó, gắn lại vô đây các bạn. Đây nó có hai đàn ốc này. Nói chung là cái khay này nếu các bạn mua đúng cái kích thước của nó là cái ổ CD của bạn như nào thì cái khay này nó thiết kế y chang vậy luôn. Các bạn không phải lo lắng gì hết. Cứ về theo đúng lỗ chúng ta bắt vào thôi. Người ta đã thiết kế theo cái chuẩn quốc tế rồi. Không phải lo lắng gì hết các bạn nha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắm vào lại các bạn nha. Thì các bạn cứ đẩy thẳng vô thôi. Nha. Đấy, cứ theo cái hướng của cái ổ cũ á, chúng ta đẩy vào thôi. Đó. Rồi, đơn giản là như vậy. Đẩy sát nó vô để cho nó tiếp xúc chặt với cái ổ, cái cổng SATA các bạn nhé. Rồi, gắn con ốc vô, chặt vô là xong. Kết thúc quá trình nâng cấp. Rồi, đó. Bây giờ mình đóng cái nắp lại các bạn nhé. Đây là cái nắp. Không có nắp vô. Ok. Rồi, ok các bạn nha. Bây giờ mình sẽ gắn pin vô lại và mình thử mở máy lên coi xem sao. Đây, mình sẽ gắn pin vô lại nha. Rồi, xong. Lật máy lên.
Thì cái chỗ này này, cái chỗ này các bạn nhìn nó hơi ghê đúng không? Cái chỗ mà cái két đi bay này các bạn nhìn nó hơi ghê này. Đó, do là mình chưa có gỡ cái mặt nạ ở cái ổ CD ra. Đây này. Thì mình sẽ gỡ cái này ra mình gắn vô sau. Mình cũng có video gỡ cái mặt nạ này rồi, nếu các bạn không biết gỡ các bạn có thể xem video cũ của mình nha. Chứ không thôi bây giờ gỡ cái này mất thời gian lắm. Đây, mình sẽ mở máy lên trước đã, tính sau. Thì mình sẽ cài lại cái Windows cho cái ổ SD, chứ mình không có xài cái Windows bản quyền nữa, bởi vì cái Windows bản quyền nó đang là cái bản Home, mình muốn chuyển sang bản Pro mình xài. Đó thì chắc là mình sẽ cài cái Windows sau. Bây giờ mình sẽ cho nó khởi động vào cái ổ HDD cũ của mình đấy. Cái ổ HDD cũ của mình nó đang có sẵn cái Windows bản quyền. Mình sẽ khởi động vào đó để cho các bạn xem là đã nhận đủ ổ cứng rồi, nhận đủ RAM hay chưa. Rồi mình cái chuyện cài Windows mình sẽ tính sau ha. Mở máy lên đã. Có đèn báo nè các bạn. Giờ mình F12 đi. F12 để mình gọi cái boot menu lên. Chết, nó vào Win luôn à. Ok, cho nó vào Windows luôn đi. Nó tự động nó nhận cái ổ HDD cũ của mình và nó vào Win luôn các bạn. Kệ cho nó vào Win đi, rồi mình sẽ cho các bạn coi cái cấu hình mà sau khi nâng cấp lên nó đã nhận đủ hay chưa. Còn cái chuyện mà Windows thì mình sẽ tính sau. Rồi, sau khi mà mình đã vào được trong Windows, các bạn nhìn đây. Cái RAM của mình bây giờ đã lên thành 16GB bạn nhé. 16GB RAM này. Đây là CPU của mình ở trên đây nha. Đó là được 16GB RAM. Mình đang chạy bản Windows 10 Home, bản 1803. Rồi, ổ cứng đây. Ổ cứng mình sẽ vào bên cái Device Manager bạn coi. Thì mình vừa cắm cái ổ Colorful vô này. SL500 240GB. Còn ở dưới là cái ổ Seagate 500GB của mình. Đó, SSHD có 8GB SSD các bạn. Đó. Vậy là mình đã nâng cấp thành công các bạn nha. Nâng cấp thành công rồi. Bây giờ còn lại là mình sẽ cài lại Windows cho cái ổ SSD của mình. Thì mình nói là mình không có sử dụng lại cái Windows bản quyền nữa, bởi vì mình muốn chuyển sang cái bản Windows Pro. Rồi, ok. Thì cái video này mình xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn có bất cứ cái thắc mắc hoặc là góp ý nào dành cho mình, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới để chúng ta tiếp tục cùng nhau chia sẻ các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.